Biren giàu thế nào mà được gọi là đại gia bất động sản? Không chỉ thu nhập khủng từ hoạt động nghệ thuật, Biren còn sở hữu rất nhiều bất động sản giá trị. Biren vừa khiến dư luận trầm trồ khi mua một tòa nhà 8 tầng với giá khoảng 80,6 triệu đô. Cụ thể, theo thông tin độc quyền từ Nielsen, nam diễn viên của Ngôi Nhà Hạnh Phúc đã mua một tòa nhà ở Sejong-dong, chỉ cách ga Gangnam 2 phút đi bộ và có diện tích sử dụng lên tới 2.904 m². Tòa nhà hiện là nơi đặt trụ sở của nhiều cơ sở kinh doanh bao gồm bệnh viện, phòng khám đông y, cửa hàng giày và trang sức, quán cà phê. Ước tính tiền lãi mang về mỗi tháng khoảng 175.000 đô, khoảng 4 tỷ đồng. Đây không phải là lần đầu Biren gây choáng với độ giàu có của mình. Bản thân anh không chỉ được biết đến với vai trò nghệ sĩ mà còn là một đại gia bất động sản khi sở hữu rất nhiều bất động sản giá trị cũng như mắt tay trong việc kinh doanh bất động sản. Theo Koreabo, ông xã của Kim Tae-hee gần đây đã bán tòa nhà của mình ở Cheongdong Nam. Với giá khoảng 43,4 triệu đô. Tòa nhà này được anh mua cách đây 13 năm với giá khoảng 14,7 triệu đô và dùng để làm công ty riêng. Giờ bán đi, anh nhận lại về khoảng hơn 26 triệu đô. Tháng 4 năm 2021, chương trình TMI News của Mnet đã tiết lộ tài sản ước tính của Biren và vợ Kim Tae-hee. Biren đứng đầu danh sách những người nổi tiếng làm giàu nhờ lợi nhuận từ bất động sản, trước loạt tên tuổi đình đám như PSY, Park Seo-joon, Suzy Hyori. Chương trình này tiết lộ tòa nhà ở khu phố Cheongdam-dong của Biren mới bán. Ngoài là trụ sở công ty của Biren, còn có nhiều công ty doanh nghiệp khác thuê, bao gồm quán cà phê, nhà thẩm mỹ viện. Trước khi bán, ước tính lợi nhuận từ tòa nhà này mang lại cho nam ca sĩ là khoảng 89.000 đô tiền thuê mỗi tháng. Biren cũng sở hữu rất nhiều bất động sản khác. Theo Today Online, vợ chồng nam diễn viên cũng sở hữu bất động sản trị giá khoảng 36,6 triệu đô ở Seoul và cũng có một ngôi nhà trị giá khoảng 2,2 triệu đô ở California, Mỹ. Nam diễn viên cũng có một căn biệt thự trị giá 5,3 triệu đô. Theo giới truyền thông xứ Hàn, cả Biren và bà xã Kim Tae-hee của mình gần đây đã kiếm được hàng chục triệu đô nhờ việc bán các bất động sản riêng.